Công an Nhân dân theo kỹ thuật chuyên môn chúng tôi dùng đó là kỹ thuật bó chó, nhưng chưa làm gì để lấm hai vai. Theo thống nhất của ban tổ chức cũng như các cụ, lễ hội thôn chè chúng tôi vẫn leo thường vẫn là hai. Trước xin giới thiệu trận thi đấu leo thường số 1 của các đô vật nữ, vận động viên vật nữ giữa hai vận động viên Hoa Công An trang phục đỏ gặp vận động viên Trà My Thái Nguyên trang phục xanh. Đề nghị hai đô, hai vận động viên làm thủ tục xe đài. Ở đầu leo 2, đô Cấn Tất Phúc, Thạch Thất xin giữ. Đô Nguyễn Văn Toàn, đơn vị Hà Lam xin vào theo. Đề nghị hai đô đầu leo 2 và trong thảm chuẩn bị trang phục cho sau trận thi đấu vật lữ. Xin mời hai đô đầu leo 2. Xin mời đô Cấn Tất Phúc, Thạch Thất, hai vận động viên vật lữ chuẩn bị, tổ trọng tài chuẩn bị. Trận thi đấu bắt đầu. Xin mời hai đô đầu leo 2 về vị trí chuẩn bị trang phục. Ở đầu leo nhất, đô Đức Bắc Linh xin giữ. Đô Nguyễn Quang Tuấn, Sới Vật Chi Đông xin vào theo. Ở đầu leo nhất, đô Đức Bắc Linh xin giữ. Đô Nguyễn Quang Tuấn, Sới Vật Chi Đông Mê Linh xin vào theo. Đề nghị hai đô đầu leo nhất chuẩn bị trang phục. Trên sới vật thôn chè đang diễn ra keo vật leo thường đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay giữa hai vận động viên. Trang phục đỏ là vận động viên Hoa đến từ sới vật Công an Nhân dân. Trang phục xanh, vận động viên Trà My đến từ sới vật Thái Nguyên. Một chiến sĩ Công an Nhân dân đang thi đấu với một vận động viên đến từ quê hương chè Thái Nguyên. Xin mời hai đô đầu lèo hai, hai đô đầu lèo nhất chuẩn bị trang phục cho. Thời gian không có nhiều. Đề nghị các đô đã đăng ký, ban tổ chức chúng tôi đồng ý các đô hết sức khẩn trương. Mời hai đô đầu lèo hai. Sau hai đô đầu lèo hai, xin mời hai đô đầu lèo nhất. Xin mời đô Phúc, đô Toản, Hà Lam vào chuẩn bị trang phục. Xin mời đô Đức, đô Tuấn, Chi Đông Mê Linh. Lễ hội thôn chè năm nay chỉ tổ chức một buổi duy nhất, lưu ý cho. Vâng, đô khố đỏ, đô Hoa Công an Nhân dân theo kỹ thuật chuyên môn chúng tôi dùng đó là kỹ thuật bó chó, nhưng chưa làm gì để lấm hai vai và ngửa bụng. Vâng, như vậy đã có tín hiệu của trọng tài. Đã ngửa bụng lỗi lấm hai vai. Xin mời hai đô, hai vận động viên đứng giữa thảm, chúng tôi xin công bố kết quả. Vận động viên Hoa Công an Nhân dân trang phục đỏ nhất thắng. Xin mời sân vật Thái Nguyên tiếp tục cử người vào theo.